Galaxy Z Fold 5 đang có trên bàn của mình đây rồi các bạn ạ. Tuy nhiên thì cái phiên bản này các bạn nhìn đi, 256GB các bạn nha. Và đương nhiên khi các bạn đặt hàng sớm tại Hòa Mobile thì thay vì cái việc các bạn nhận cái phiên bản 256GB này thì các bạn sẽ nhận được cái phiên bản là 512GB, bởi vì chúng ta có chương trình X2 bộ nhớ khi các bạn đặt hàng sớm. Điều này rất tuyệt vời luôn, bởi vì 256GB đối với nhiều người thì là đủ, nhưng 512GB chắc chắn là nó sẽ thoải mái hơn nhiều. Và rõ ràng chúng ta phải bỏ tiền ra để mua phiên bản chỉ là 256GB, nhưng nhận được 512GB nó là một cái món hời rồi. Chưa kể còn rất nhiều những ưu đãi hấp dẫn khác cũng đang có mặt tại Hòa Mobile. Vậy nên các bạn hãy liên hệ trực tiếp để chúng ta có mức giá tốt nhất nhé. Đừng quên tham gia cả những chương trình ví dụ như thu cũ đổi mới để được trợ giá rất nhiều nữa. Đi vào vấn đề chính luôn. Thật ra là vừa nãy mình cũng đã bóc ra rồi, không thể nào hoãn cái sự sung sướng này lại được, thế nên là bóc nó ra ngay và luôn. Thế nhưng vẫn muốn làm một cái video unbox để mở ra cho các bạn xem là bên trong nó có những cái gì. Và mình cũng sẽ muốn nói kỹ hơn về những cái trải nghiệm một cách sâu hơn về Galaxy Z Fold 5 khi mình có cái máy chính thức như thế này. Bởi vì mình vừa mới gặp ra gặp vào một chút xíu thì mình cũng đã thấy nó có rất nhiều thứ khác biệt so sánh với cái phiên bản sample hôm trước của mình trên tay đó mọi người. Rồi, ở bên trong đây, đó, chúng ta sẽ có que chọc SIM này, sách hướng dẫn sử dụng này, và không thể thiếu được đó là một sợi cáp sạc. Và cái sợi cáp này nó là C2C. Sợi cáp này nó sẽ hỗ trợ được cái chuẩn sạc siêu nhanh cho con Galaxy Z Fold 5 này. Thế nhưng mà bên trong hộp thì chúng ta không có củ sạc nha các bạn nhé. Và các bạn sẽ cần phải mua thêm củ sạc ở phía bên ngoài. Mua thêm củ sạc thì các bạn cũng phải nhớ đấy là hãy mua đúng cái loại mà hỗ trợ cái chuẩn PPS để chúng ta có thể sạc được siêu nhanh cho chiếc điện thoại này mọi người nhé. Máy của chúng ta đây, siêu sủng các thứ, toàn bộ được làm từ giấy và có một ít ni lông thôi. Và bên trong này thì mình nhận ra một điều là không còn một cái miếng siêu ni lông viền nào ở đây nữa. Samsung năm nay đi theo cái xu hướng đấy là tối đa hóa cái yếu tố giấy ở bên trong những cái hộp như thế này để phục vụ cho cái yếu tố đấy là đảm bảo về việc bảo vệ môi trường. Ok, quay trở vào, máy mới chỉ mở lên thôi chứ mình cũng chưa setup vào phía bên trong. Thế nên là bây giờ chúng ta sẽ setup vào phía bên trong các thứ như đầy đủ thôi. Được cái thì nếu như các bạn mà muốn chuyển từ thiết bị cũ qua thì cái máy này cũng hỗ trợ chuyển từ kể cả là iPhone hay là những thiết bị Android khác sang. Các bạn chỉ cần cài thêm cái ứng dụng Samsung Smart Switch là chúng ta có thể switch được tất cả dữ liệu từ những cái thiết bị cũ sang cái máy này một cách cực kỳ là dễ dàng. Cắm dây hoặc không dây thì đều được hết luôn, và chúng ta cũng có một cái tốc độ là cực kỳ nhanh. Bởi vì rõ ràng là với những chiếc điện thoại xịn sò như thế này thì cái chuẩn Wi-Fi, chuẩn không dây của chúng ta chuyển dữ liệu là cực kỳ nhanh. Thì đây, máy của chúng ta đây, rồi viền màn hình mỏng, camera ẩn ở phía bên dưới màn hình nhìn cực kỳ là ok. Thêm nữa cái màn hình này chúng ta năm nay đã có Dynamic AMOLED 2X và cái độ sáng của nó có thể pick tối đa lên tới là 1750 nits, tương tự như Galaxy S23 Ultra. Và điều này đồng nghĩa chúng ta sẽ có một cái màn hình sáng hơn, nhìn dưới trời nắng ok hơn, và đương nhiên nó sẽ giúp các bạn có thể trải nghiệm những hình ảnh, những thước phim một cách phê pha hơn rất là nhiều. Để nói về Galaxy Z Fold 5 thì cái vấn đề màn hình như thế này nó thực sự là một cái thứ gì đấy nó quá ok rồi. Và với những mẫu flagship xịn sò như thế này thì những yếu tố liên quan đến chất lượng màn hình có lẽ chúng ta cũng không cần phải bàn đến quá nhiều nữa, bởi vì mình khẳng định luôn là nó cực kỳ ok, mượt. Hiệu ứng 120Hz các thứ rất sướng, vuốt chạm các thứ cực kỳ phê. Nhưng cái phê nhất chắc chắn nó phải là cái yếu tố này. Các bạn nhìn thấy chưa? Nó cực kỳ khít rồi, nó rất khít rồi các bạn. Nhìn một cách thật kỹ thì chúng ta sẽ vẫn thấy có một chút khoảng hở. Nhưng mà cái khoảng hở này nó đã khiến cho cái tổng thể của cái máy của chúng ta nó trở nên gọn gàng hơn rất là nhiều, và nó đã khít hơn cực kỳ là nhiều rồi. Xét về yếu tố thông số thì cái độ mỏng của cái Galaxy Z Fold 5 nó giảm được tới hơn 2mm so sánh với Galaxy Z Fold 4. Và các bạn cứ thử tưởng tượng khi gặp lại như thế này mà nó giảm đi cái độ mỏng lên tới khoảng hơn 2mm thì nó là một cái nỗ lực không thể nào phủ nhận được của đội kỹ sư hoàn thiện nhà Samsung. Lý do làm được cái phần này là bởi vì cái phần bản lề của chúng ta năm nay này thì Samsung nó gọi nó là cái bản lề Flex, và nó sẽ giúp cho cái yếu tố cơ trượt gập mở ra nó trở nên mượt mà hơn rất là nhiều. Mà mình có cảm giác như kiểu là nó có trợ lực ấy. Đấy, nhưng mà cái quan trọng nhất là khi gặp lại thì nó khít hơn rất là nhiều, và đó là yếu tố mà mình nghĩ rằng nó sẽ thực sự trở nên ấn tượng hơn cực kỳ nhiều luôn. Phần gáy này gọn gàng hơn, bản lề chắc chắn hơn, và chúng ta vẫn có luôn cái tiêu chuẩn kháng nước IPX8 để đảm bảo cho yếu tố chúng ta có thể sử dụng cái điện thoại này trong nhiều môi trường khác nhau một cách tốt hơn rất là nhiều. Và để nói về cái thứ khác biệt nhiều nhất đó là cái cơ chế gập, thì cái hôm mà mình cầm trên tay cái phiên bản sample thì mình có cảm giác đấy là cái phần bản lề này khi mà chúng ta mở ra sẽ phải dùng lực nhiều hơn hẳn so sánh với Galaxy Z Fold 4. Nhưng mà đến bây giờ khi mình cầm cái máy chính thức như thế này này thì mình nhận ra một điều là không hề dùng nhiều lực hơn một chút xíu nào cả.
và mình có một cái cảm giác như kiểu cái bản lề này nó còn có cái trợ lực để tay của chúng ta khi gập mở ra nó sẽ trở nên mượt mà hơn rất là nhiều. Và khi mà chúng ta mở ra full ấy, thì nó còn đẩy sẵn ra để cho các bạn có thể mở cái màn hình ra một cách rất là dễ dàng. Thay vì cái việc chúng ta phải dùng lực đến sát, bây giờ chúng ta không cần. Lúc này các bạn muốn chúng ta vẫn phải kéo nó lên ở cái mức tầm như thế này, tầm như này, tầm như này. Đó. Mọi thứ đều vẫn rất mượt mà trơn tru. Nhưng cái cảm giác mượt mà hơn trông thấy thì mình thấy rất rõ cái sự thay đổi của cái bản lề mới trên Galaxy Z Fold 5 như thế này. Và đó là một cái điểm cộng không thể nào phủ nhận được. Đương nhiên thì máy vẫn có khả năng chạy đa nhiệm và nó cực kỳ bá cháy bọ chét khi chúng ta có thể mở được nhiều ứng dụng cùng một lúc hơn, mở 2-3 ứng dụng cùng một lúc bét nhè, không có điều gì chúng ta phải xoắn cả. Đó. Các bạn thích chúng ta có thể thay đổi như thế nào? Các bạn thích chúng ta có thể thay đổi các cái layout một cách cực kỳ là dễ dàng. Và rõ ràng đó là những yếu tố để giúp cho cái trải nghiệm sử dụng tối ưu từng cái mm vuông diện tích trên cái màn hình này trở nên tốt hơn rất là nhiều. Còn cái máy này hoàn thiện từ mọi thứ, khung vuông vức các kiểu, hay là cái màu kem mới này. Đấy, màu kem rất ấn tượng, hay là cái cụm camera cũng được làm kiểu cái màu nó tương phản cũng ấn tượng hơn rất là nhiều. Với Galaxy Z Fold 5 thì chúng ta sẽ có Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. Chúng ta sẽ có 12GB RAM và phiên bản thấp nhất là 256GB. Nhưng mà khi các bạn đặt trước thì như mình đã nói, chúng ta sẽ được nâng cấp lên phiên bản 512GB. Ngoài ra thì hàng loạt những cái thông số khác, ví dụ như là pin, chúng ta vẫn sẽ có dung lượng là 4400mAh, sạc nhanh vẫn là 25W. Và những cái trải nghiệm liên quan đến cái camera thì cũng không khác biệt gì nhau quá nhiều. Cái sự khác biệt nó chỉ đến từ những yếu tố liên quan đến thuật toán phần mềm xử lý AI các kiểu, hay là những tính năng của Flex Mode các thứ thì nó cũng tương tự như nhau thôi. Ví dụ như là chụp hình thì nhìn cái phần màn hình bên ngoài này, preview này. Đấy. Hay là chúng ta nếu như muốn có thể gập nó lại, selfie một cái màn hình ở phía bên trên này, hoặc chúng ta có thể mở ra để selfie bằng cái camera chính với chất lượng cao hơn. Những cái tính năng liên quan đến Flex Mode như thế này thì mình cũng đã chia sẻ rất nhiều trong những thế hệ trước đây. Và Galaxy Z Fold 5 có đầy đủ tất cả những tính năng đó. Ok, tóm lại, đây là video mình đã cùng các bạn chia sẻ một cách kỹ hơn về Galaxy Z Fold 5 khi mình đã có máy chính thức ở trên tay. Và các bạn nghĩ sao về chiếc điện thoại này? Có thể đối với nhiều người nó sẽ không khác biệt gì nhiều so sánh với Galaxy Z Fold 4, nhưng chỉ với hai sự nâng cấp thôi. Đó là Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy tối ưu mọi thứ tốt hơn, và cái phần bản lề mới nó thực sự đẹp hơn, hoàn thiện hơn và xịn sò hơn rất nhiều, thì nó đã là những cái điểm để chúng ta xứng đáng lựa chọn cái điện thoại này rồi. Bạn nghĩ sao? Hãy để lại ý kiến ở comment phía bên dưới nhé. Đừng quên đặt hàng sớm tại Hoàng Hà để chúng ta có mức giá rất tốt cho chiếc điện thoại này. Link phía bên dưới mình sẽ ghi comment để các bạn tìm hiểu rõ hơn. Còn bây giờ thì bye. Oh,